Nàng là vương phi người người ngưỡng mộ, nhưng nàng lại gióng trống khua chiêng đòi hủy hôn, chỉ vì phu quân nàng muốn cưới nữ tử Thanh Lâu làm vợ. Còn vô liêm sỉ bắt nàng từ bỏ vị trí chính thê để làm thiếp. Chân trước Diệp Tử Vân vừa hủy hôn ngay giữa phố, chân sau đã xách váy ngồi lên đùi tiểu thúc: "Ta hối hận rồi, chàng còn bằng lòng cưới ta không?" Mọi người đều tò mò tại sao Diệp Tử Vân lại chọn kẻ bệnh tật yểu mệnh. Chỉ có nàng mới biết hắn khỏe mạnh hơn bất cứ ai. Vì Diệp Tử Vân đã được trải nghiệm ngay đêm tân hôn. Hôm sau, nàng run rẩy hai chân đỡ eo rời giường. Diệp Tử Vân nghiến răng, rốt cuộc là kẻ nào đồn bậy hắn bất lực thế? Nối tập tiếp theo, Tần Hải Đường vừa mắng như vậy, Phương Huệ không còn mặt mũi nào ở lại nữa, hớt hải cáo từ, dẫn theo nàng rời khỏi trường thu cung của Tô Liễu Nhi, định trở về di nhạc điện của mình. Vừa về đến di nhạc điện, Phương Huệ đã không nén nổi lửa giận, quỳ xuống. Diệp Tử Vân đứng im tại chỗ, chậm rãi nói: "Mẫu phi đang nói chuyện với con ạ." "Chẳng thế à?" Phương Huệ nhìn nàng âm trầm, nào còn dáng vẻ dịu dàng trước đó. Nhưng Diệp Tử Vân không động đậy: "Tại sao lại bắt con quỳ? Ngươi nói Vũ Nhi dẫn Ninh Lan Tuyết tới sơn trang nghỉ mát ngay trước mắt hoàng hậu và các phi tần, thế còn không sai à?" Quỳ xuống, ánh mắt Diệp Tử Vân vẫn hờ hững, nói: "Người dẫn Ninh Lan Tuyết tới sơn trang nghỉ mát là vương gia. Con chỉ nói sự thật, con có gì sai chứ? Nếu nói sai thì người sai hẳn là vương gia chứ. Mẫu phi cảm thấy sao?" Phương Huệ bị nàng nói đến á khẩu, nhíu mày bảo rằng: "Dù sao Vũ Nhi là vương gia, ngươi là vương phi của nó, ở bên ngoài nhẽ ra nên suy xét tới danh tiếng của nó. Hôm nay ngươi nói thế trước mặt bao người, chả phải đang vả mặt nó đấy à? Sợ rằng con cũng chẳng làm vương phi này bao lâu nữa." Diệp Tử Vân thở dài: "Vương gia đã nói, bảo con nhường vị trí chính phi cho Ninh Lan Tuyết." "Gì cơ?" Phương Huệ cũng ngây người, bà ta rất sốc nói: "Vũ Nhi thật sự nói thế hả?" Vẻ mặt Diệp Tử Vân thản nhiên nói: "Lát nữa vương gia tới, có thật hay không, mẫu phi cứ hỏi là biết." Lúc này, xe ngựa mênh mông cuồn cuộn của Trử Cát Vũ đang chạy tới di nhạc điện. Vừa mới đến di nguyệt điện, hắn đã thấy Phương Huệ sầm mặt ngồi trên giường mềm. Còn Diệp Tử Vân đang đứng bên cạnh, thấy hắn đến, nàng thong thả nói: "Nếu vương gia đã tới rồi, thế thì trò chuyện tử tế với mẫu phi đi. Thần thiếp không quấy rầy nữa." Nói rồi, Diệp Tử Vân đứng thẳng người rồi dẫn Đào Diệp đi ra ngoài. Khi nàng và Đào Diệp vừa mới đi ra khỏi di nhạc điện, định đến hành lang bên cạnh, bỗng một tỷ nữ trẻ tuổi ăn mặc tươm tất xuất hiện ở bên cạnh. Cách ăn mặc khác với cung nữ bình thường: "Diệp đại tiểu thư, chủ tử nhà chúng ta cho mời." Diệp Tử Vân quan sát nàng ta một lát, sau đó gật đầu, dẫn đường đi. Đào Diệp ở bên cạnh cũng đi theo sau nhưng lại bị tỷ nữ kia ngăn lại: "Chủ tử nói chỉ gặp một mình Diệp đại tiểu thư." Diệp Đào không yên tâm: "Thế sao được, ta phải đi theo tiểu thư nhà ta." "Diệp Đào, không sao, ngươi ở đây chờ ta." Diệp Tử Vân đưa mắt ra hiệu cho nàng ấy yên tâm, sau đó đi theo tỷ nữ kia, rẽ vào hành lang vòm đến một lầu các. "Mời, chủ tử đang chờ người ở bên trong." Diệp Tử Vân gật đầu rồi đẩy cửa ra, đi vào bên trong. Trong lầu các bày đủ loại đồ gốm và thư trục, trông giá trị không nhỏ. Mùi trầm hương thoang thoảng lan tràn khắp xung quanh, càng tôn lên vẻ tao nhã và yên tĩnh. Trử Cát Diễn ngồi nghiêng trên ghế ở giữa căn phòng, hắn cầm một cây sáo ngọc chơi đùa trong tay. Nhìn thấy Diệp Tử Vân, hắn ngẩng đầu, đôi mắt trên gương mặt tuấn tú nhuốm màu lưu ly nhàn nhạt. "Nàng thật sự tới hả? Nàng cũng to gan ghê, ta biết đó là chàng." "Ừ, ta đoán." Diệp Tử Vân khẽ nhếch môi lộ ra vẻ đắc ý. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu đỏ đào, nụ cười này còn xinh đẹp hơn hoa đào tháng 3. Trong Trử Cát Diễn sao động. "Tới đây." Diệp Tử Vân bước tới, chậm rãi đến gần hắn. Vừa mới tới gần, nàng đã bị hắn kéo cổ tay nhào mạnh về phía trước. Tỉnh táo lại, chính mình đã ngồi trong lòng Trử Cát Diễn. Trên người nam tử mang mùi thuốc nhàn nhạt, còn có hơi thở lạnh lẽo thuộc về riêng hắn. Trử Cát Diễn kề lên trán nàng, nói: "Xem, sao lại đoán trúng phóc vậy?" Ánh mắt Diệp Tử Vân trong trẻo, nhẽ ra tỷ nữ ban nãy nên gọi ta là Tề Vương phi mới đúng, nhưng lại gọi ta là Diệp đại tiểu thư, nên ta đoán hẳn là người của chàng." Diệp Tử Vân chậm rãi nói: "Chắc chàng cũng không thích người khác gọi ta là Tề Vương phi đâu. Ngay cả chàng cũng chưa từng gọi ta một tiếng chị vương tẩu. Vì trong lòng có tình cảm nên mới bằng lòng chấp nhận chuyện nàng đã có chồng. Tiếp trước nàng cũng phát hiện cách gọi của hắn với mình khác biệt, nhưng nàng cứ tưởng do Trử Cát Diễn quen thói tùy hứng nên cũng không nghĩ nhiều. Kiếp này mới phát hiện, hóa ra hắn yêu nàng, thì ra đã có dấu vết từ lâu. Ta thật sự không thích gọi nàng như vậy." Trử Cát Diễn nâng cằm Diệp Tử Vân lên, đôi mắt hờ hững đó trở nên càn rỡ, âm trầm. Nhưng cũng tùy tình huống, hắn đột nhiên cúi người, cánh môi lành lạnh dán lên cần cổ nàng như thể một chú mèo lười biếng. Hơi thở khẽ khàng rơi trên làn da trắng tuyết của nàng mang chút ngứa ngáy. Diệp Tử Vân vô thức túm lấy mãng bảo của hắn hơi căng thẳng. Lòng bàn tay của nam tử cọ cọ trên eo thon của nàng. "Tề Vương tẩu." Cơ thể nàng cứng đờ. "Không phải chàng không thích gọi ta như vậy à? Nhưng lúc này nàng không thấy gọi vậy rất kích thích à?" Diệp Tử Vân không hé răng, hóa ra thằng nhãi này còn che giấu thuộc tính biến thái trong xương cốt. Nàng ngẫm lại rồi mở miệng: "Thật ra ta vẫn luôn muốn hỏi một câu, ta là Tề Vương phi." Nhào lòng ôm ấp chàng như vậy, trong lòng Linh Vương không cảm thấy ta không tuân nữ tắc. "Bị người phỉ nhổ à?" Trử Cát Diễn cười khẽ: "Người đời luôn cho rằng nữ tử nên chung thủy một lòng, còn nam tử lại có thể tam thê tứ thiếp, đào hoa không ngớt, đúng là châm chọc. Giờ Tề Vương phụ nàng trước, độc sủng ngoại thất, lạnh nhạt chính thê, chẳng qua nàng chỉ cho huynh ấy biết mặt, đây mới là công bằng." Diệp Tử Vân hơi ngạc nhiên, những lời Trử Cát Diễn nói có chút làm người đời khiếp sợ, nhưng nàng lại cảm thấy hơi có lý. Nàng bình tĩnh lại và nói: "Ta có đồ cho chàng." Sau đó lấy một túi thơm từ trong lòng ra, đặt vào lòng bàn tay hắn.
bên trên túi thơm màu tím thêu một đóa mẫu đơn bằng chỉ vàng. Lần trước gặp chàng ở trà lâu, ta cảm thấy mạch tượng của chàng mờ nhạt, chắc thường xuyên mất ngủ. Trong túi thơm này là một ít cỏ thuốc do ta tự điều chế, có hiệu quả an thần dễ ngủ. Đôi mắt Chử Cát Diễn dần trở nên sâu thẳm, lần trước như vậy mà nàng vẫn còn rảnh khám bệnh à? Xem ra ta còn chưa đủ nỗ lực. Diệp Tử Vân khẽ ho một tiếng, chuyện đó Linh Vương đã rất nỗ lực rồi, phát huy vượt quá tưởng tượng của ta. Đối với một bệnh nhân yếu ớt bất lực như hắn quả thật đã rất lợi hại rồi. Tuy cuối cùng chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng cũng suýt làm nàng mất đi lý trí. Nếu hắn thật sự có năng lực hành phong, hậu quả khó mà tưởng tượng. Chử Cát Diễn không biết suy nghĩ nho nhỏ trong lòng nàng, cứ tưởng là nàng đang khen hắn. Hắn nhìn túi thơm trong tay, bên trên thêu mẫu đơn là có ngụ ý gì chăng? Không có gì, ta cảm thấy mẫu đơn phú quý, hào phóng, quốc sắc thiên hương, rất hợp với vương gia. Diệp Tử Vân nhìn gương mặt yêu nghiệt, quyến rũ ở trước mặt này thật lòng nói. Ý cười trên môi của Chử Cát Diễn càng sâu hơn, hắn cúi đầu khẽ mổ môi nàng, miệng ngọt thật đó. Nhịp tim nàng đập nhanh hơn một chút. Tên yêu nghiệt này, Diệp Tử Vân đưa đồ xong rồi hốt hoảng rời khỏi đây. Đây là ở trong cung, tuy Chử gia Diễn làm việc rất thận trọng, kín kẽ, sẽ không ai phát hiện họ gặp mặt, nhưng Diệp Tử Vân vẫn lo lắng. Lúc rời đi, tỷ nữ đã dẫn nàng tới trước đó cũng đi theo sau. Nàng ta hành lễ, Diệp đại tiểu thư. Tỷ nữ này tên là Lãnh Sương, là một trong những ám vệ của Linh Vương, phụng mệnh bảo vệ người. Sau này ta là người của tiểu thư, mặc tiểu thư sai xử. Diệp Tử Vân hơi ngạc nhiên, ám vệ của vương phủ hẳn là thuộc hạ mà Chử gia Diễn tin tưởng nhất, thế mà hắn lại tặng nàng. Diệp Tử Vân gật đầu, được, Lãnh Sương, sau này ngươi đi theo ta vậy. Người khác hỏi, ngươi cứ nói mình người của phủ tướng quân. Vâng, họ quay người rời khỏi sân viện này, định trở về hành lang tìm Đào Diệp. Vừa nhìn thấy nàng, Đào Diệp lập tức bước tới. Tiểu thư, rốt cuộc là ai tìm người thế, làm to lo chết đi được. Không có gì, nàng đưa mắt ra hiệu cho Lãnh Sương ở bên cạnh. Đào Diệp, đây là Lãnh Sương, sau này sẽ cùng ngươi hầu hạ ta, cũng là người của phủ tướng quân. Nàng không nói sự thật cho nàng ấy biết, sợ Đào Diệp biết nàng vụng trộm với Linh Vương lại hết hồn ngay tại chỗ. Không đúng, tiểu thư, ta ở trong phủ nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng nghe thấy ai tên Lãnh Sương cả. Diệp Tử Vân nói, mới tới, đừng hỏi nhiều, sau này cứ gọi là tỷ muội. Đào Diệp, hu hu hu, tiểu thư có người mới rồi, nàng ấy không còn là nha hoàn được cưng nhất nữa. Lúc mấy người họ trở về vương phủ thì đã trưa. Đào Diệp tới nhà bếp dặn dò hạ nhân chuẩn bị bữa trưa cho nàng, còn nàng lại nói sơ qua tình hình hiện tại của Tề vương phủ với Lãnh Sương. Không lâu sau, Đào Diệp mặt mày khổ sở trở về, một đám nô tài chó má. Diệp Tử Vân hỏi, nô tỳ bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho người, kết quả họ nói không chuẩn bị phần của người, bắt người chờ đợi, chờ một lát mà thôi. Tức giận thế làm gì, người không biết chứ, họ đã nấu xong đồ ăn rồi, hơn nữa còn nói đó không phải dành cho người. Đào Diệp tức điên, cả vương phủ ngoài Tề vương ra còn ai lớn hơn người nữa, thế mà bắt người chờ. Diệp Tử Vân nheo đôi mắt hoa đào xinh đẹp lại, đi ra ngoài xem thử. Mấy người họ vừa ra cửa thì thấy một đám hạ nhân đang bưng đồ ăn, hết người này đến người kia đều đi tới chỗ Lan Uyên. Đào Diệp lập tức ngăn người lại, các ngươi đứng lại cho ta. Cả đám bị ngăn lại đều khó hiểu nói, Đào Diệp cô nương ngăn chúng ta làm gì, vương phi của chúng ta nói đã đói bụng rồi, đưa hết đống đồ ăn này đến Ngu Hương Uyển đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau hơi chần chừ. Lúc này quản gia Đinh Nhạc Hiền của vương phủ mau chóng chạy tới, lập tức nở nụ cười nham hiểm, vương phi, hôm nay sao người trở lại thế, có phải đám hạ nhân này vô lễ với người không, tờ ta mắng chúng dùng người. Nói rồi ông ta quay đầu nhìn một hạ nhân ở bên cạnh, có chuyện gì thế, đi đường mà cũng có thể xúc phạm tới vương phi của chúng ta, còn không mau cút đi, đồ trướng mắt. Vừa nói ông ta vừa ra hiệu cho mọi người mau chóng rời đi. Đám hạ nhân cúi đầu liên tục nói xin lỗi nàng, sau đó bưng đồ ăn định đi. Tuy nhiên họ mới đi được mấy bước thì bị Lãnh Sương ngăn lại, nàng ta duỗi cánh tay chắn trước mặt mọi người, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, mọi người đi cũng không được mà ở cũng không xong, bèn đưa mắt cầu cứu Đinh Nhạc Hiền. Thấy thế nét mặt Đinh Nhạc Hiền cứng đờ, ông ta nhìn về phía nàng, vương phi, người đây là đưa hết đống đồ ăn này tới Ngu Hương Uyển của ta. Đinh Nhạc Hiền nói, làm vậy sợ không ổn lắm, đống thức ăn này là dành cho Ninh cô nương, người muốn ăn gì ta lập tức bảo nhà bếp sắp xếp. Đào Diệp mắng lên, ta khinh Ninh Tuyết Lan là cái thá gì mà cũng dám bắt vương phi của chúng ta chờ. Đinh Nhạc Hiền vờ không nghe thấy, trên mặt ông ta vẫn cười tủm tỉm, vương phi, nếu không còn chuyện gì khác chúng ta bưng đồ ăn này qua đó trước. Diệp Tử Vân mỉm cười sau đó lên tiếng, Đào Diệp, vả mặt ông ta cho ta. Vâng, Đào Diệp lập tức nổi hứng xông tới. Đinh Nhạc Hiền còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị nàng ấy vung tay tát một nhát thật vang, đánh cho ông ta phải lùi một bước. Ông ta sững sờ đang định nói gì đó thì Đào Diệp lại tát thêm nhát nữa lên má khác của đối phương. Đinh Nhạc Hiền che mặt bị tát cực kỳ sốc, vương phi, người đang làm gì thế. Diệp Tử Vân nở nụ cười thờ ơ, ta thấy hình như ngươi còn chưa tỉnh ngủ nên giúp người tỉnh táo đầu óc, bây giờ đã nghe rõ lời ta chưa. Trong mắt Đinh Nhạc Hiền toát ra lửa giận, ông ta sầm mặt rồi vung tay, đi đưa đồ ăn tới Ngu Hương Uyển. Đám hạ nhân vội vàng quay đầu bưng đồ ăn tới Ngu Hương Uyển. Diệp Tử Vân thu lại tầm mắt, Đào Diệp, Lãnh Sương, chúng ta trở về. Họ vừa mới quay người đi, Đinh Nhạc Hiền ở sau lưng nhỏ giọng nói, vương phi, đừng trách nô tài không nhắc nhở người, Ninh cô nương là người trong lòng của vương gia, nếu ngày ấy trở về biết được vương phi làm vậy có lẽ sẽ nổi trận lôi đình. Diệp Tử Vân quay đầu lại, ngươi đang đe dọa ta à, nô tài không dám. Ngoài mặt ông ta như cười như không. Đào Diệp tức giận muốn bước tới tranh cãi với ông ta thì bị nàng ngăn lại,
Nàng đưa mắt ra hiệu cho Lãnh Sương. Lãnh Sương gật đầu, nàng ta đi tới sau lưng Đinh Nhạc Hiền rồi đạp mạnh vào đầu gối ông ta một cước. Đinh Nhạc Hiền bị đau kêu lên, hai gối quỳ trên đất. Lãnh Sương bóp cằm ông ta, sau đó cạy miệng đối phương ra. Nàng ném một viên thuốc vào trong miệng Đinh Nhạc Hiền. Ông ta bóp cổ họng, người cho ta uống thứ gì thế? Trước kia ta không biết Đinh tổng quản ăn nói không có quy củ như vậy. Giọng Diệp Tử Vân dịu dàng, nhưng lời thốt ra lại khiến Đinh Nhạc Hiền biến sắc. Thuốc độc mà ta cho ngươi ăn sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng sẽ khiến cổ họng vừa đau vừa ngứa, không thể nói được. Đinh quản gia nhất định phải nhịn đấy, không thể ăn uống, càng không thể gãi, nếu không đời này sẽ thành người câm. Ánh mắt Đinh Nhạc Hiền cực sốc, ông ta đang định nói gì đó thì một giây sau đột nhiên cảm thấy cổ họng đau đớn, dần dần càng lúc càng nghiêm trọng, như thể có vô số con kiến đang gặm cắn cổ họng mình, cực kỳ khó chịu. Vương, phất phi ông ta muốn xin tha nhưng nàng chỉ mỉm cười thờ ơ. Đinh quản gia yên tâm, 12 canh giờ trôi qua tự khắc sẽ khỏi. 12 canh giờ, chi bằng giết luôn ông ta đi. Đinh Nhạc Hiền đau đến mức gương mặt mập mạp đều biến sắc, quỳ trên đất. Nước mắt giàn giụa dập đầu với nàng, nàng chẳng thèm liếc ông ta lấy một cái. Tôi dẫn theo Đào Diệp và Lãnh Sương trở về. Lúc gần đi, Đào Diệp quay đầu lại hừ lạnh với Đinh Nhạc Hiền. Sau này mở to mắt chó của ông ra mà nhìn, nhận rõ ai mới là chủ tử của vương phủ. Đến Ngu Hương Uyển, đồ ăn đã được bày xong, đầy một bàn thức ăn phong phú bắt mắt. Đào Diệp không nhịn được nói, một đám nô tài chó má, còn thật sự coi Ninh Tuyết Lan là chủ tử. Diệp Tử Vân không lên tiếng, đám hạ nhân đều là nhìn rau gắp đĩa, nịnh bợ Ninh Tuyết Lan như vậy, suy cho cùng là vì Chử Cát Vũ. Nàng ngồi xuống, Đào Diệp, Lãnh Sương, các người cũng đói rồi đi, cùng ăn đi, dù sao nhiều như vậy cũng không ăn hết. Vâng, tiểu thư, hai người ngồi ở bên dưới cũng cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa. Dùng bữa xong, nàng bảo Đào Diệp cầm sổ sách tới. Đào Diệp hơi buồn bực, tiểu thư, có phải người muốn hòa ly với Tể Vương không? Sao còn quản sổ sách của vương phủ? Chính vì ta muốn đi nên mớ phải kiểm kê rõ ràng của hồi môn của ta. Nàng lật sổ sách, đồ thuộc về nàng không thể để lại bất cứ thứ gì. Diệp Tử Vân càng xem sổ sách thì nhíu mày càng chặt. Kiếp trước nàng vẫn luôn ăn mặc đơn giản, hạ thấp mình, một lòng vì Chử Cát Vũ, trước giờ chưa từng trang điểm cho mình, cũng không để ý của hồi môn của mình đã đi đâu. Diệp Tử Vân là đích nữ duy nhất trong nhà, bên trên còn có hai vị ca ca, nên khi xuất giá, nhà mẹ đẻ cho của hồi môn khá phong phú. Hôm nay vừa xem mới phát hiện một bộ phận nhỏ đều ở Lan Uyển. Nàng mới gả vào vương phủ chưa đầy một năm, Diệp Tử Vân siết chặt ngón tay, mới không bao lâu mà của hồi môn đã bị chiếm nhiều như vậy. Vậy đời trước, chắc chắn mọi thứ đều bị Ninh Lan Tuyết chiếm hết, cướp vị trí chính phi của nàng, còn bá chiếm của hồi môn của nàng. Diệp Tử Vân giận quá hóa cười, đám người này đúng thật là không để nàng ngừng nghỉ một khắc nào. Đào Diệp, Lãnh Sương, tới Lan Uyển đi một chuyến. Sương phòng Ninh Lan Tuyết ở hậu viện phía đông, là Chử Cát Vũ tự mình lấy tên Lan Uyển. Thật ra đời trước nàng chưa bao giờ tới Lan Uyển, có lẽ là sợ Ninh Lan Tuyết không vui. Ban đầu vừa mới đón Ninh Lan Tuyết về, Chử Cát Vũ đã ra lệnh cho nàng không được phép bước vào Lan Uyển một bước. Nàng còn thật sự ngoan ngoãn nghe lời, giờ Chử Cát Vũ nói gì, nàng đều coi là tiếng chó sủa. Họ vừa tới gần Lan Uyển thì thấy một đám tỷ nữ đang sửa sang hoa cỏ. Sân viện rộng rãi thanh u, sạch sẽ, hoa khắc trên sàn nhà, núi giả hoa lạ, thứ gì cũng đầy đủ, ngay cả trong không khí cũng tỏa thanh hương nhàn nhạt, không biết tốt hơn Ngu Hương Uyển của nàng bao nhiêu lần. Bên ngoài có tỷ nữ trông thấy nàng thì sững sờ giây lát, sau đó lập tức đi tới. Vương phi, sao người lại tới đây? Nô tỳ lập tức đi bẩm báo cho Ninh cô nương. Không cần, Diệp Tử Vân sải bước đi tới sương phòng của Ninh Tuyết Lan. Vừa mới đến cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả. Cô nương đừng tức giận, chẳng qua là một bữa trưa thôi, cũng không phải thứ gì hiếm lạ. Diệp Tử Vân cậy thế Tề Vương nên bắt nạt người, chờ Tề Vương trở lại, nàng ta sẽ biết mặt. Tối qua cãi nhau muốn hòa ly, hôm nay lại cướp bữa trưa của ta, cũng không biết Diệp Tử Vân là điên hay thế nào. Nô tỳ thấy nàng ta đang ganh ghét cô nương được vương gia sủng ái, trong lòng bất bình mà thôi. Diệp Tử Vân ỷ vào cái danh vương phi, có tác dụng gì đâu, trong phủ này ai mà chẳng biết cô nương mới là chủ tử. Tuy nói thế, nhưng dù sao bây giờ nàng ta đang chiếm vị trí vương phi, thật sự phiền chết đi được. Cô nương yên tâm, sớm muộn gì vương gia cũng bỏ nàng ta. Hai người cười thành tiếng, ánh mắt Diệp Tử Vân lạnh lùng, xách váy bước vào. Các ngươi nói muốn bỏ ai cơ?